Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con kính thưa ông, sư phụ chúng con là thầy Thích Trúc Thái Minh, sư phụ chúng con là người con thứ 5 của ông. Chúng con có được một chút duyên biết báo hiếu mẹ cha trọn vẹn cũng từ lời sư phụ của chúng con mà ra. Sư phụ của chúng con bỏ cuộc sống thế tục, bỏ những ham muốn dục vọng ở đời, đi theo lý tưởng của Đức Phật, dạy cho hàng đệ tử chúng con biết được về hạnh hiếu mà Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng sinh. Từ ngày chúng con được học, chúng con đã biết báo hiếu cho cha mẹ mình rất nhiều. Chúng con đã biết sống, biết lý tưởng của mình trong cả cuộc đời. Làm sao có một việc duy nhất phải hoàn thành, đó là hiếu hạnh. Hôm nay, chúng con nhân mùa Vu Lan về thăm ông, nhưng hôm nay bà có duyên sự bị mệt cho nên không có bà ở đây. Chúng con cũng hướng tâm thăm bà và chúng con kính chúc ông bà mạnh khỏe, sống lâu và luôn luôn là tấm gương và luôn luôn là điểm tựa để mỗi mùa Vu Lan chúng con hướng về. Chúng con hướng về hiếu hạnh đối với cha mẹ đã sinh ra chúng con. Chúng con hướng về hiếu hạnh từ hai cụ ông, cụ bà thân sinh ra sư phụ của chúng con, cũng gọi là khởi nguyên của việc học hành của chúng con, khởi nguyên của tâm hiếu được khởi sinh trong chúng con. Cho nên chúng con mang công đức của mình cũng cầu nguyện, mong muốn ông bà luôn luôn mạnh khỏe và sống thật là lâu để làm điểm tựa cho chúng con mỗi mùa Vu Lan về. Chúng con hướng tới ông bà thì cái bổn phận và cái công đức hiếu của chúng con được tăng lên, sẽ khiến cho chúng con nhiều đời nhiều kiếp sau mà hạnh phúc. Cho nên chúng con hồi hướng cũng như cầu thỉnh ông bà hãy sống lâu ở đời. Chúng con xin ông hoan hỷ nhận lời. Kính thưa toàn thể các vị Phật tử cùng các anh chị em, cùng các con cháu. Ngày hôm nay được quý vị cùng tất cả bà con, cùng các con cháu đến nghĩ đến cái tâm của các cụ, tâm báo hiếu của tổ tiên về đây thăm sức khỏe chúng tôi và có những cái lời chúc tụng. Chúng tôi rất là cảm động và xin chân thành cảm ơn tất cả bà con, anh chị em của chúng ta, các đạo tràng chúng ta mà hôm nay đã có tâm về đây. Chúng tôi xin một lần nữa cảm ơn tất cả bà con, anh chị em đường xá xa xôi thế này mà cũng cố gắng về đây được như thế này là quá quý. Chúng tôi cũng mong muốn được sống lâu và sống khỏe để được nhiều lần bà con về đây chơi thăm chúng tôi. Không phải một lúc này mà nhiều lúc, không những đông đảo như thế này mà còn bà con riêng lẻ cũng đi qua, cũng về đây chơi với chúng tôi mà rất nhiều rồi. Cũng có những cái ý thức là quý trọng chúng tôi, đi qua rồi cũng rẽ vào, chứ không cứ nhất thiết là phải tổ chức lễ như hôm nay, tổ chức cái buổi long trọng như hôm nay. Từ Hải Phòng, từ Quảng Ninh, rồi thì từ Lào Cai, có những phái đoàn của giáo dục ấy, trường học ở trên Phú Thọ cũng về đây chơi thăm sức khỏe chúng tôi và cũng có những lời chúc tụng rất là quý báu như hôm nay. Tôi rất là phấn khởi và rất mong muốn được sống theo thọ, sống khỏe như thế này để tu hành chứ ạ. Vâng, tu hành rồi mới vui.
nó không tu hành là không vui được. Đó. Tu tức là nó làm cho tư tưởng mình thoải mái và đi theo con đường của Phật. Học Phật, tu là học Phật, là sửa mình và học Phật. Thì lúc nào cũng lạc quan, yêu đời. Một lần nữa con xin chúc ông, chúc bà mạnh khỏe, sống lâu, sống thọ, là điểm tựa cho chúng con. Và chúc ông bà tinh tấn tu học, lương tựa tam bảo, được lợi ích trong nhiều đời nhiều kiếp. Chúng con xin một lần nữa chúc ông bà nhân mùa vô nan. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiều Liên Bồ Tát.